chào các bạn nha. Thì bữa nay sáng nay hai chồng mình tiếp tục làm chuyến đi câu nữa nha các bạn. Thì chắc này thì bắt đầu chạy đi kiếm điểm câu. Bữa nay sẽ đi xuống mấy cái đầu cồn dưới đây nữa các bạn. Tìm cái, mấy cái chỗ nào có nghi nghi có cá thì nhảy vô câu à. Giờ thì lên đường thôi. Mờ màng này nước nôi bánh trái săn suối thì chuẩn bị xong hết rồi. Bữa nay chơi lớn luôn, đi cồn câu cá luôn. Chạy xuống mấy đầu cồn, thường mấy đầu cồn là mé giật chứ lắm các bạn. Thấy chỗ nào ngon là ghé vô câu à. Kiếm điểm mới rồi. Mình đi câu thì khoái mấy điểm di động vậy đó các bạn. Câu cảm giác nó sướng hơn là ngồi câu chỗ kiếm mấy loại cá mới. Trời lên đường thôi. Mờ màng bữa nay thì gồm có đem theo cám nè, chưa trộn, mới mua xì tin đồ luôn nè, lại tép. Sáng đi chợ mua không có tép, tép sống, mua tép chết luôn. Sáng là chợ cái cô cũng có bán tép nuôi ghê, có chạy lên tuốt trên chợ Phú Hữu vậy đó. Đi về gần 10 cây số mua được 300 gram tép mà quá đạo thiệt, muối đá bạn. Câu cá ngát tại mấy đầu cồn mới mấy giật hay có cá ngát rồi lắm, chứ có hộp sên nữa. Này cục đá uống chà đường sên hộp sên này, cũng mua cái côn luôn nè, 75.000 hộp. Mấy con à, cái côn bán mắc lắm. Các bạn nào có mua mà mua nhưng kẹt kẹt cũng phải mua, con này không bự không. Sên này câu cũng dính đủ loại cá hết nè. Rồi một cám tôm, ơi nó chui ra hết con rồi, sao chui ra được ta. Hay thiệt, nó chui đường lỗ này quá. Trên này không bự không mà, trên này con tôm ngon, con cá thì hơi nhỏ mà không có chơi luôn. Câu mồi thập cẩm đi, dính con nào xạo đó. Có dế nữa, sáng là có mùa 10.000 dế nữa bạn, chơi đủ loại luôn. Giờ lên đường thôi. Xong lúc này thì ít sống bạn, nhưng mà hên xui sống muốn lên chắc nào lên nè, chắc này thì không có sống rồi đó. Thì bữa trước đi câu đi nên bạn xuống Long Phú á, câu chất quất à. Bữa nay bắt em gái Sóc Trăng theo. Em gái Sóc Trăng đi theo hên mà. Rò lái vỏ lãi. Trong nước là chà bá không. Rồi giờ chỉ điểm câu rồi, tới điểm câu thì chiến đấu rồi. Mấy chỗ đầu cồn đó bạn, có tàu lớn neo ngay giữa đây nè. Câu xuống mấy đầu cồn hay có bông lau á. Mà mình không có tàu lớn đây, cái ghe nhỏ này neo chịu nổi đâu, nước chảy dữ lắm, phải vào lớn mới được. Neo giữa sông này câu nghe chăng mấy cái mí đầu này nè, kia có bông lau dưới cái dứa đồ bự rồi. Ra cần chiến đấu bạn ơi. Thì đây là mé cồn nè, chỗ này lỡ này có mấy cái bần lỡ xuống rồi, nghĩ có cá bự. Ủa phải chạy đi đâu vậy? Có chim ngát chứ, con này nước cũng đỏ lắm các bạn. Vợ mình lấy cái xào chống xuống. Không tới đâu hết trơn. Không dính đâu giờ đâu hả? Này mình đậu chính giữa hai cái bần này, chỗ này là cái chim, mình nghĩ chắc có cái chim chứ. Mình phái chim. Phái chim mà cũng nắng khủng khiếp luôn. Qua mấy cồn phải chịu nắng thôi, bên đây là nắng ghê gớm luôn á. Giờ ra cần chiến đấu. Con mồi tôm nữa bạn ơi. Lưỡi câu ốp đá luôn nè. Này tép bạc nữa bạn. Tép này tép bạc xong chất lượng luôn nè, không phải lăn tôm thẻ. Bạn kiếm mấy tép bạc xong nữa bạn, không có ngát nhỉ. Khó kiếm luôn bạn. Trời trời thứ vậy. Trời nguyên con tôm chà bá luôn. Tôm mà. Tiếc rồi. Tôm bự bắt cá bự. Tiếc rồi. Tôm có ngát khổng lồ không? Móc nguyên tôm sống luôn mà. Cái câu chà bá lửa. Tôm này tôm sông luôn, chứ không phải tôm nuôi, chất lượng luôn nè. Không mà câu vậy không sợ. Cá ăn mới hết tôm, còn cá ăn đâu, còn tôm hoài à. Con cá ăn được, tôm này cũng dữ à. Đó,
trời có ngát được 200-300 gram ăn thuốc nuốt. Cái gì mạng bự hả? Đính hả? Lên cá. Cá bự các bạn ơi. Lên cá nha. Vô rồi. Ngát quá. Chưa biết. Trời ơi, con cá gì vậy? Ủa ngon. Ngon lắm nè. Cá này là số 1 luôn á, thịt cực kỳ ngon luôn. Cá này ngon hả? Cá chèn. Chèn hả? Sao anh biết vậy? Ở cá chèn là con cái ta. Mới coi con cái gì nữa. Cái gì nói mà nói chung là cá này là ngon dữ lắm các bạn, ngon cực kỳ luôn. Cá gì mà đẹp quá hả? Dao lên cá nha, mới xuống cần lên cá nha. Lên cá là sướng rồi, cá đẹp cực kỳ luôn. Cá đẹp quá. Kìm kia bỏ nè quá, cái cá sắt quá. Lấy kìm rửa sắt nhẹ nhẹ chờ tính cá ngát không bạn, chào ghê luôn á. Bởi vậy qua còn có cá lạ liền nè các bạn thấy không? Điểm mới là có cá lạ liền. Cá này ngon lắm các bạn ơi, béo cực kỳ luôn, hiếm nữa. Đó giờ mới thấy á. Cần cám nó cũng ăn lìa chân, bạn cần cám mới để xuống nó rứt hết chân màu vậy, ghĩa lìa chân. Các cái xác quá. Ê, dính phải không? Sao không phải mà. Cần đó cần tôm bự đó. Cần tôm bự mà ghị là có lý lắm nha. Cá nào bạn đẹp ghê. Ồ, đẹp ghê không? Đó, giờ gọng nó đi. Lấy cái gọng lên. Ủa cái miếng ấy đâu rồi anh? Cái đồ buộc đâu? Buộc trong cái sắt. Dính không? Sắt nhằn đô quá. Đóng tiêu rồi. Đó. Cái gì? Út nghệ. Ôi, vàng khè luôn. Hôm nay thế nào em, thật là vàng tươi. Không biết vàng tươi không, tới chứ chiều là mình đang thui. Bạn thấy không, qua điểm câu mới, chỗ mới là dính cá lạ không phải không? Út nha, vàng dính luôn nè. Trái nắng quá, em không biết thấy vỏ không. Trái luôn. Trái nắng. Để đi. Tích tích xuống mồi. Hôm nay tép quá không đủ nha, lia lịa luôn. Cá mà dính lia lịa thì mới trốn được cái nắng nữa bạn ơi, không tránh được nắng chứ không phải là chết chắc. Quá trời rồi, chỉ là mới sáng nè, nóng mà nóng kinh thiệt, để cái giò ngoài nóng hổi luôn trời. Nhảy xong hả? Bữa nay em về là em đen thù lụi luôn. Trời ơi, vô vậy trời. Cần này giật quay nè. Đi quíu đọt luôn mà. Nó chắc nó sát quá. Trời ơi trời. Kéo con ai? Dính. Nó bự luôn à. Trời ơi. Dính gì vậy? Câu. Dính trong dây kia đó, bởi vì nặng chết hèn gì. Dính đâu cá bự không à. Sát thủ rồi các bạn. Sát
nãy dính đủ loại cá luôn rồi đó. Sát thủ gì vậy bạn ơi? Chúng khóc. Tục cá sát nha. Chỗ này là nguyên ổ cá sát dưới đây. Để cục cám xuống mới để xuống lại ghĩa bạc 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 nè. Làm chút nó không có giờ điểm khác nữa. Mấy con dính hết mình cũng còn sát thôi. Ôi, chuyển địa điểm bạn ơi. Rôm quân. Giờ đi kiếm bến đi. Trong này nắng quá trời nắng chịu hết nổi. Này nha bự. Ô bỏ bọt bạn ơi. Sát nữa nha. Đang ngồi nhai bánh mì quất luôn. Sát thủ. Qua đây còn cái sát còn một có lý rồi còn sát không. Nhắc lo cho hàng ơi. Dính luôn bây giờ. Dính cá bạn ơi. Nhỏ à. Con gì? Trời ơi cá út con nội luôn. Út đập bá luôn. Cá ngát lòi vô hang. Út đập bá luôn à. Út cá này là bự lắm rồi đó. Ui. Ốc thì dính này khổ phải nấu vậy tao bào tử. Giờ mới tính đi. Giật 2-3 cái tính đâu cá ngát không. Úc nè. Úc coi. Cá này bạn vẽ cái chót nè, cái chót nó đâm cũng đau lắm. Cá này nè. Ủa cái gọng giục đâu vậy? Biết anh. Bữa nay máng vô chân vịt mà. Rồi. Xong. Rồi vốn rồi. Xong luôn. Câu tiêu cái gọng cá rồi, chìm luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, thiệt chứ. Bó tay anh thiệt chứ. Cái cá vậy bạn ơi, nó chạy ngược lại vỏ luôn rồi. Trời, cái ngát nhau xíu à. Tính đâu cá khủng rồi, dính thêm cái gốc bỏ gì trời chạy ngược vô rõ tính đâu dữ lắm rồi tính đâu cá mày lớn là im rồi trời. Trời chạy ngược vô trong cái đá lá vỏ rồi mà. Cái này nè tính đâu cá khủng rồi ngắt nhỏ à ngắt mini chắc có con bự hết biết rồi. Hồi nãy mà nó chạy vô đó còn kéo lên cái đầu bắp giò một cái. Không biết nó sướng cỡ nào. Trời. Ghê thiệt. Ngát nha bạn. Ngát là nhỏ à. Thả nó đi. Ngồi bắt cá mẹ. Trời tính đâu cá bự thiệt cái trời nó chạy như dẹo trong cái lá vỏ biết thiệt chứ ví dụ rồi cá nữa.
Dính, 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 căng ngát này quá. Trời ơi. Dạ. Vô bầy à. Con đã anh đã. Trời. Con này bự hơn con nãy. Con này anh con nãy rồi. Thua luôn. Còn cá nhỏ không chích luôn rồi. Cá này khoái ăn trụng mà, câu bằng ngoài sên dính. Này bạn lấy cái nồi vẽ, bạn đậy lại, bạn gỡ nó. Cái nhỏ nhỏ này dính mép. Cá mẹ đâu? Con này bự hơn con nãy. Ngát nè bạn. Cho bạn con cá ngát nè. Nó khác cá chê nè. Nó có cái gâu nữa không? Bạn thấy cái miệng nè. Thấy biết không? Với cái kỵ trên lưng nè. Đó. Cá chê không có kỵ trên lưng. Đâm phát là chất lượng luôn đó. Cho mày đi. Nè gặp tao mày hên đó mày. Kêu mẹ mày lại. Thua luôn. Cái nhỏ không à. Tích luôn rồi. Nó chảy ra là thả lưới vậy. Ê, cái gì? Từng nào vậy? Thế nào? Cần có tuôn á. Nó nó nó. Chứ anh từ từ. Dính này. Trời. Ghen hai bên cái dính trời. Còn ngồi luôn. Mới dĩa à. Cái hiệu của ta. Trời không dính này. Ôi. Mạnh hết biết chưa. Quýu quýu rồi kìa. Nhắc lo vô hang các bạn ơi. Để lo vô thiệt cũng phải chơi chứ. Đi bật bật mấy cái vậy. Nước. Ghê trời. Nước ở đây không lắm, đừng lặn. Con cha cho này nghỉ lặn rồi. Nó quấy à. Nãy giờ cái này dính hai con mà. Lâu vô hang. Cái này có hang cá ngát thiệt mới chơi. Chắc bự á. Sáng giờ chưa dính sáng dính cá nhiều, bây giờ còn bộ thiệt hại quá bạn. Mất hết cái tay quay, cái tay quay cái máy câu mình nó lỏng ốc vậy, nó gớt xong bụm luôn. Rồi thêm cục chì lử thẻo nữa, rồi thêm cái gọng cá nữa. Còn dính cá nhỏ không mà chưa có được con cá nào bự chứ. Giờ chờ đợi cá bự thôi. Chung chung cái coi, giờ câu 4 cần rồi, cần kia nó dụ cái tay quay rồi. Nữa kiếm cái tay quay khác mua vô gắn vô. Nãy con cá đó ăn chắc con cá đó lôi vô hang thiệt. Nó giật bật cua bật. Tống cái dướng dướng cứ ngắt luôn. Kéo lên đứt luôn, đứt dây mà rớt thêm tay quay luôn. Thua. Rung rung cái coi. Nước lớn chảy mạnh dữ. Dính
không mà sao em thấy nó lôi tè 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 vậy? Cá gì vậy bạn ơi? Cá nhỏ nữa quá. Dính dính dính. Chắc ngát nhỏ nữa quá chạy. Rồi úp. Úp 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 úp. Cá này làm được. Cá này là dính dính dính. Một coi. Chạy bạn ơi, không dính nè. Mặn mấy cái nãy giờ luôn, không dính, rất thiệt chứ. Còn mồi luôn. Úp. Cá này nó cũng ăn, lâu lâu nó ăn cái, lâu lâu ăn cái rồi. Làm thêm chút nữa đổi bến. Cá úp nè.